mặc váy ngắn đấy, đi đâu đấy? Váy bình thường mà, ngắn thì đâu có hở gì ra đâu. Bình thường à? Đi chơi với bạn, được chưa? Chị mặc nghe là quá ngắn. Phụ nữ mặc ra đường mà ngắn trên đầu gối là quá mức quy định, không được. Thế bây giờ anh mặc ngắn gì làm sao? Mà ngắn kiểu gì? Đấy, thấy không? Người ta mặc đẹp như này, eo ủng, ai như bạn, chân to như chân vòi. Sao? Đi thôi. Đi. Đi đâu? Đi chơi. Mặc như này á? Bây giờ là mặc như này. Ừ. Xong như này. Ừ. Đi chơi. Ừ. Thôi thay đồ nhá, một quần dài nhá. Đi, không sao cả. Thôi thay đồ. Thay đồ. Đi.